tỉnh quan tâm là vấn đề nâng cấp hoàn thành một số tuyến đường thuộc tỉnh lâu và tỉnh quản lý vì xuống cấp quá nghiêm trọng. Cụ thể là có ba cái tuyến. Tuyến thứ nhất đó là nâng cấp cái tuyến đường từ quốc lộ 1 đi Hồ Vực Mậu quá xuống cấp, mà đấy nó cũng ảnh hưởng đến về việc là cái tuyến của cái hồ này. Và cái tuyến thứ hai á là từ quốc lộ 1 là đi đến Phùng Hưng thuộc trạm Bình Xuân vì cùng diện xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Và cái tuyến thứ ba là hoàn thành cái tuyến đường tránh, bởi vì lâu nay làm cái tuyến đường này thì làm từ năm 2009 là lâu rồi, nhưng mà làm đến đoạn đó là Quỳnh Văn là đến đây phải làm đến Quỳnh Văn, nhưng mà đoạn là của cái phường Quỳnh Xuân thì chưa được thực hiện, cho nên là và cũng kéo dài cái này từ năm 2009 thì dân là rất là mong đợi. Thì tôi nghĩ rằng là vừa là đại biểu nhưng mà vừa là trách nhiệm cái tiếng nói của người dân phản ánh lên cho tại các kỳ họp.